Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Trước tiên, các em phải nắm được định nghĩa khoảng cách từ điểm đến một mặt phẳng. Cho một mặt phẳng và điểm A thì khi đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng đó là đoạn AH. AH là sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Thế để xác định khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì ta có 3 cách. Cách thứ nhất là tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, tức là sẽ đi dựng cái đường thẳng AH này vuông góc với một mặt phẳng cho điểm A và mặt phẳng Q. Thì khi đó đề bài yêu cầu là xác định khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng Q. Thì để tính trực tiếp như thế này thì ta sẽ có 3 bước sau. Bước thứ nhất là tìm mặt phẳng P chứa điểm A và cắt với mặt phẳng Q theo giao tuyến AD. Bước thứ hai, từ điểm A kẻ đường thẳng vuông góc và cắt với mặt phẳng Q tại điểm B. Bước thứ ba là từ A kẻ AM vuông góc với D, AH vuông góc với BM. Khi đó thì ta thấy rằng là AH là sẽ vuông góc với mặt phẳng Q. Thì thầy sẽ chứng minh nhanh em thấy rằng như này, thì có là đường thẳng D nó vuông góc với mặt phẳng MAB, suy ra đường thẳng D nó sẽ vuông góc với AH chứa trong mặt phẳng MAB, suy ra AH vừa vuông góc với đường thẳng BM vừa vuông góc với đường thẳng D, suy ra AH vuông góc với mặt phẳng Q. Thế trong một số trường hợp thì khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng tính phức tạp thì ta sử dụng, ví dụ ở đây khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P xác định nó khó khăn, ta phải đưa về việc xác định khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng P bằng cách là AH trên CD bằng PA trên PC. Cách thứ hai đó là dựa vào công thức tính thể tích. Giả sử ở trong bài này thầy đã cho thể tích của hình chóp SABC, thì khi đó thì thầy lấy S làm đỉnh, thì khi đó công thức tính thể tích là sẽ bằng là 1/3 SA nhân với diện tích của tam giác ABC. Thế nhưng bây giờ thầy sẽ đổi đỉnh nó ra là đỉnh A, thì khi đó thể tích của hình chóp SABC sẽ bằng là 1/3 AH nhân với diện tích của tam giác SBC, với AH là đường vuông góc với mặt phẳng SBC. Cách thứ ba đó là tọa độ hóa. Khi mà cho hình chóp SABC chẳng hạn thì có SA vuông góc với AC, SA vuông góc với AB, AB vuông góc với AC, thì khi đó sẽ lập được một cái tọa độ hệ trục tọa độ OXYZ với điểm A là trùng với O. Thì đối với các mỗi cách thì thầy sẽ hướng dẫn cụ thể trong các cái bài toán. Ví dụ 1, cho hình chóp SABC này, đáy là tam giác vuông cân tại B này, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Thì đây để xác định khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC, thì bước thứ nhất ta sẽ đi tìm một mặt phẳng chứa điểm A và giao tuyến với mặt phẳng SBC. Thì em nhìn thấy điểm A thì nó nằm trong các mặt phẳng SAB, SAC, ABC đều có giao tuyến với cái mặt phẳng SBC. Vậy ta lựa chọn mặt phẳng làm sao mà khi đó đã có ngay cái đường thẳng vuông góc mặt phẳng đó. Thì ở đây theo giả thiết đề bài có SA vuông góc với mặt phẳng ABC thì ta sẽ chọn mặt phẳng ABC. Thì ở bước thứ nhất thì thầy đã chọn được mặt phẳng ABC này chứa điểm A này và giao tuyến với SBC, đó là BC. Bước thứ hai là có cái đường thẳng là SA này vuông góc với mặt phẳng ABC này, và từ A kẻ đường thẳng vuông góc với giao tuyến, ở đây giao tuyến hai cái mặt phẳng là BC thì có AB vuông góc với BC, bởi vì theo giả thiết là đáy là tam giác vuông cân tại B. Thế thì suy ra được rằng là ta sẽ kẻ từ A sẽ kẻ vuông góc với SB, đó là AH. AH khi đó nó sẽ là đường vuông góc xuống với mặt phẳng SBC. Thì hiển nhiên thì khi ta cũng chứng minh ngay này, AH vuông góc với SB này, lại có là BC vuông góc với AB theo giả thiết, SA vuông góc với ABC, thì suy ra SA sẽ vuông góc với BC. Thì ta suy được cái đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng SAB và sẽ
suy ra là BC vuông góc với AH chứa trong mặt phẳng SAB. Trong đó thì có AH này vừa vuông góc với SB, vừa vuông góc với BC. Suy ra là AH này sẽ vuông góc với SBC. Việc của ta sẽ đi tính là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC chính là cái đoạn AH. Khi đã có là ta sẽ sử dụng cái hệ thức lượng trong tam giác, có nghĩa là 1 trên AH bình phương bằng là 1 trên SA bình cộng với 1 trên AB bình. Ở những cái bài mà tính khoảng cách từ điểm đến một mặt phẳng này rất hay sử dụng cái hệ thức đó, thì ta tính ngay được AH sẽ bằng là tích là bằng là SA trên SA nhân AB trên căn bậc 2 của SA bình phương cộng với AB bình phương. Thì em thấy là có là AB bằng AC này, AB bằng BC là bằng căn 2. Bởi vì là trong tam giác vuông cân tại B mà đã có AC nó bằng 2. Ở đây là thầy cho A bằng 1 thì khi đó là AB bằng AC, BC nhé là bằng là căn 2. Khi đó thì ta sẽ có SA theo giả thiết đề bài đã cho là bằng là 1 rồi. Thì khi ra AH sẽ bằng là SA nhân với AB trên căn bậc 2 của SA bình cộng với AB bình phương bằng căn 3, căn 6 trên 3, thì nó là đáp án D. Thì đấy là đây là cách thứ nhất là ta sẽ đi là tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC bằng cách xác định rõ đoạn thẳng từ A đến đoạn thẳng AH vuông góc với SBC. Cách thứ hai này thì em thấy rằng là ở đây này cái thể tích của hình chóp SABC thì có là cũng tương tự vừa nãy ta đã tính được AB bằng BC bằng căn 2. SA nó là đường cao thì khi đó thể tích của nó bằng là 1/3 vì diện tích của tam giác ABC nó bằng 1/2 AB nhân với BC nó bằng 1. Thì thể tích của cái khối chóp SABC theo cái đỉnh S thì bằng 1/3. Thì bây giờ thầy sẽ đổi đỉnh, ở đây là yêu cầu tính từ khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC thì thầy sẽ đổi đỉnh là thành thể tích của khối chóp ASBC. Nếu mà giả thiết bài toán yêu cầu tính khoảng cách từ C đến SAB thì thầy lại tính thể tích của khối chóp CSAB. Thì ở đây thể tích bằng 1/3 này, bằng 1/3 nhân với khoảng cách từ Y đến mặt phẳng SBC nhân với diện tích của SBC. Thì bây giờ ta sẽ đưa về bài toán về tính diện tích của tam giác SBC. Thế thì diện tích tam giác SBC thì đã có BC bằng căn 2. SB khi đó sẽ bằng, theo Pythagore sẽ bằng SB bình phương bằng SA bình phương cộng AB bình phương. Thì SB bằng là căn 3. SC của mình sẽ là bằng căn 5. Cũng tương tự sử dụng Pythagore là SC bình phương bằng SA bình phương cộng với AC bình phương. Và khi đó đã sử dụng công thức diện tích bằng công thức Heron bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ A nhân P trừ B nhân P trừ C. Với P của nó sẽ bằng là SC cộng với CB cộng với SB tất cả chia cho 2. Thì diện tích của tam giác SBC sẽ bằng là căn 6 trên 2. Và từ đó suy ra là khoảng cách Y đến mặt phẳng SBC sẽ bằng là căn 6 chia cho 3. Tiếp, ta sẽ sử dụng cách thứ 3 tọa độ hóa để giải quyết bài toán này. Thì các em để ý là có SA vuông góc với đáy này, mà có B tam giác ABC vuông tại B, thì khi đó SA vuông góc với đáy thì ta sẽ dựng cái thằng BZ. BZ nó sẽ song song với thằng SA. Thì khi đó có hệ trục tọa độ là BXYZ. Ta đi xác định tọa độ các điểm ở đây là có tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC, ta chỉ cần đi xác định tọa độ của điểm A, điểm S, điểm B, điểm C. Thì hiển nhiên này, ta có này, điểm B có tọa độ là 0,0,0, đóng vai trò là gốc tọa độ. Điểm S, khi đó điểm S nó nằm trong mặt phẳng BZY thì nó sẽ có tọa độ là 0. Cái thằng đoạn BA nó bằng căn 2, căn 2 1, bởi vì SA nó bằng 1. Điểm A có tọa độ là 0 căn 2 0, bởi vì điểm A nằm trên OY. Điểm C tọa độ là căn 2 0 0, bởi vì điểm C nằm trên OX. Thì vậy, từ đó ta sẽ viết phương trình mặt phẳng SBC. Thì thầy đã hướng dẫn các em cách xác định viết phương trình mặt phẳng ạ. Mặt phẳng đi qua 3 điểm mà bằng sử dụng máy tính Casio, các em có thể xem lại các chuyên đề về hình học không gian OXYZ. Thì khi đó mặt phẳng SBC nó là trừ căn 2Y cộng với 2Z bằng 0. Và từ đó sẽ tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng là
SBC thì nó bằng là A bằng 2 trên căn 6 thì nó chính là đáp án D. Đấy là ví dụ một mà thầy sử dụng ba cách để giải quyết một bài toán. Thì các em để ý rằng là ba cách này thì là không nên đánh giá cách nào là tốt nhất, bởi vì đối với mỗi từng bài tập thì có cách sử dụng trực tiếp thì lại nhanh hơn cách sử dụng tọa độ hoặc là sử dụng công thức tính thể tích. Thì các em cần phải thành thạo trong việc lựa chọn các cái phương án làm bài tập sao cho nó phù hợp nhất. Ví dụ 2, cho hình chóp SABCD, SA vuông góc với đáy tam giác SBC cân tại S và SBC đáy vuông góc 45 độ, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Thì ở đây đã có là SA vuông góc với đáy rồi. Thế mà bây giờ yêu cầu tính khoảng cách từ điểm A đến SBC. Thế thì bước 1 thì ta sẽ đi tìm một mặt phẳng chứa điểm A mà giao tuyến với SBC. Thì như kinh nghiệm thì cho thấy là sẽ đi tìm mặt phẳng làm sao mà có chứa cái đoạn vuông góc với mặt phẳng đó. Thì ở đây thầy chọn là mặt phẳng ABC. ABC giao với mặt phẳng SBC. Nó là BC bởi vì đã có SA vuông góc với ABC. Thì vậy là ở bước thứ nhất là ta sẽ chọn mặt phẳng là ABC. Bước thứ hai là ta có ngay là SA vuông góc với ABC. Bước thứ ba là từ A kẻ vuông góc với giao tuyến. Ở đây là thầy sẽ kẻ AM vuông góc với BC. Bước thứ ba là sẽ kẻ AH vuông góc với SM và suy ra AH sẽ vuông góc với mặt phẳng SBC. Thì do tam giác ABC là tam giác vuông tại A thì suy ra là ta có này. Ở đây đề bài có cái giả thiết nữa là cái mặt phẳng SBC tạo với đáy một góc là 45 độ. Thì để cách xác định góc giữa hai mặt phẳng với nhau như thầy đã nói ở các chuyên đề trước về hình học không gian thì em thấy rằng là ta sẽ đi tìm hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với giao tuyến SBC và mặt phẳng đáy giao tuyến của nó là BC. Thì đã có là AM nó vuông góc với BC và SM vuông góc với BC, suy ra cái góc 45 độ chính là góc SMA. Thì từ đó ta sẽ sử dụng tang của SMA bằng SA trên AM. Thì suy ra AM được nó bằng SA trên tang 45 bằng 1. Và mình sẽ tính được AH. AH sẽ bằng là SA nhân với AM chia cho căn bậc 2 của SA bình phương cộng với AM bình phương. Và AH sẽ bằng 1 trên căn 2. Thì nó là sẽ là đáp án B. Ví dụ 3. Cho hình chóp SABCD. Đáy là hình vuông. Tam giác SAB đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. MN là trung điểm của AB và AD. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SCN. Thì đầu tiên ta phải xác định này, khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SCN. Đầu tiên sẽ, và ta có là tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thì hiển nhiên khi đó MN SAB đều mà MN là trung điểm thì chứng tỏ SM sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Thì trước tiên về bước thứ nhất ta phải xác định cái mặt phẳng mà chứa điểm M và giao tuyến với cái mặt phẳng SCN. Thì và đã có là SM vuông góc với mặt phẳng đáy thì hiển nhiên nó sẽ chọn mặt phẳng đó là mặt phẳng ABCD chứa M và từ M đã có SM rồi. Bước thứ hai là sẽ là giao tuyến của cái mặt phẳng này là mặt phẳng SCN và ABCD đó là CN. Thì bước thứ hai ta sẽ kẻ M đến vuông góc với giao tuyến thì ta sẽ kẻ MK vuông góc với CN và bước cuối cùng đó là kẻ MH vuông góc với SK và hiển nhiên là suy ra là MH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SCN. Thì vậy đã có này. Bây giờ công việc ta đi tính là tính SM và MK để ta áp một công thức tính MH thôi. SM hiển nhiên nó là đường cao ở trong tam giác đều nó bằng A căn 3 trên 2 thì nó bằng căn 3 trên 2. MC bằng với NC bởi vì là sao? MC sẽ sử dụng trong tam giác MBC vì đáy là hình vuông thì nó có là MC bình phương bằng là BM bình phương cộng với BC bình phương và NC tương tự như vậy. NC bằng là CD bình phương cộng với NC bình phương bằng CD bình phương cộng với ND bình phương và bằng căn 5 trên 2. Tiếp theo là
MN bình phương sẽ bằng là AN bình phương cộng với AM bình phương, thì khi đó MN 1 trên căn 2. Ở đây thì ta phải đi mục tiêu, tôi sẽ đi tính cái MK, MK vuông góc với CN. Thì khi đó thì em thấy rằng là nó chỉ đã có cho ba cạnh là MN và NC và MC, ta phải đi tính cốt góc của MCN. MCN thì bằng cách là sử dụng định lý hàm cốt là có là MN bình phương sẽ bằng là MC bình phương cộng với CN bình phương trừ đi 2MC nhân với CM, suy ra cốt của góc MCN bằng 4 phần 5. Và từ đó mình suy ra sin của góc MCN bằng sử dụng hệ thức là sin bình cộng cốt bình bằng 1, thì ta sử dụng sin sẽ bằng là 1 căn bậc 2 của 1 trừ 16 phần 25 sẽ bằng 3 phần 5. Thì vậy đã có sin của góc MCN mà trong tam giác MCK, tam giác vuông tại K, thì sin sẽ bằng đối trên huyền sẽ bằng là sin của góc MCN sẽ bằng là MK trên cho MC, và suy ra là MK nó bằng 3 trên 2 căn 5. Và suy ra sử dụng giáp và công thức của tính MH, và MH sẽ bằng là 3 căn 2 trên 8. Nó là đáp án B. Thì ở đây ví dụ này em thấy rằng là để giải quyết bài toán này bằng cách tính trực tiếp thì rất là dài. Ở đây thầy tóm gọn các cái đáp án này thôi, nếu mà viết ra thì chắc hết một mặt giấy. Thì ta sẽ sử dụng có là ta để ý là thấy là có SM vuông góc với mặt phẳng ABC và đáy nó hình vuông, ta sẽ sử dụng tọa độ hóa. Ở đây thì đây, thầy chọn hệ trục tọa độ MX, MY, MZ. Thì khi đó này, điểm M thì nó có tọa độ là 0,0,0 này, điểm S có độ là 0,0 căn 3 trên 2, bởi vì là SM bằng là căn 3 trên 2 mà. Điểm N khi đó là có tọa độ là em đóng là từ N xong từ N kẻ vuông góc với MX nhá. Thì là khi đó N là trung điểm AD. N nằm trong mặt phẳng là MXY thôi, thì N có tọa độ là x của nó 1 phần 2, y của nó là trừ 1 phần 2 và z nó bằng 0. C này có tọa độ là 1, 1 phần 2, 0. Bởi vì ở đây tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SCN thì mình cần đi tính tọa độ điểm M, điểm S, điểm C, điểm N. Từ đó ta sẽ viết được mặt phẳng SCN x trừ đi 1 phần 2 y cộng với căn 3 trên 2 z trừ đi 3 phần 4 bằng 0. Và sau đó ta sẽ đi tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng bằng công thức tính khoảng cách là bằng điểm M ở đây có tọa độ là 0,0,0 thì khi đó nó bằng là 3 căn 2 trên 8, thì nó là đáp án B. Thì em thấy rằng là ở cái ví dụ này thì cái việc sử dụng tọa độ hóa này thì nhanh hơn rất nhiều so với việc tính trực tiếp cái khoảng cách từ M đến cái mặt phẳng SCN. Và điều quan trọng là không cần phải cần xác định được cái khoảng cách đó, mà ta chỉ cần xác định được các cái tọa độ của điểm M, S, N, C, là khi đó ta chỉ cần viết phương trình mặt phẳng và tính khoảng cách là ra. Ví dụ 4. Cho hình chóp SABCD, đáy là tam giác vuông tại B, AB bằng A, AC bằng 2A, SA vuông góc với đáy này. Mặt phẳng SBC hợp với đáy một góc 60 độ, khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng SBC. Thì em thấy như thế này, cho cái mặt phẳng này có trước hết là mặt phẳng SBC hợp với đáy bằng góc 60 độ, tam giác vuông tại B. Tam giác vuông tại B thì hiển nhiên là có là BC nó sẽ vuông góc với SB. Thì khi đó cái góc 60 độ SBC này là chính là góc SBA, bởi vì nó có là giao tuyến của SBC và mặt phẳng đáy ABC đó là BC, và AB vuông góc với BC và BC vuông góc với SB, thì suy ra cái góc 60 độ chính là góc SBA. Khoảng cách từ trọng tâm G đến tam giác SAB, trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng SBC. Các em để ý bây giờ thứ nhất này, bước thứ nhất ta đi tìm cái mặt phẳng chứa điểm G mà giao tuyến với SBC. Thế em thấy rằng là không có mỗi cái mặt phẳng là SAB. Thế là xong bước thứ nhất. Bước thứ hai nhé, tìm một cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì em để ý rằng như này, nếu mà tìm như thế thì mình rất là khó khăn trong cái việc tìm mặt phẳng như thế. Thì ta sẽ đi đưa về thành điểm A, là sẽ tìm khoảng cách từ A đến cái mặt phẳng SBC. Do G là trọng tâm thì giao nó ba đường trung tuyến. Thì đầu tiên từ A này, từ A GH nó thẳng hàng, ta kẻ đấy A GH, tức là AG nó sẽ cắt SB tại H. Thì ta sẽ sử dụng là D từ G đến
SBC chia cho D từ A đến SBC bằng GH trên AH là bằng 1 phần 3. Mà ở đây nó có là SA này. Khoảng cách từ A đến SBC thì em thấy rằng là mặt phẳng mà mình xác định chứa mặt phẳng đây là mặt phẳng chứa A, nó là mặt phẳng ABC vì có SA vuông góc với đáy rồi, mà lại có BC vuông góc với AB. Thế thì mình sẽ kẻ AK vuông góc với SB, khi đó AK chính là đường vuông góc khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC, thì khoảng cách của nó thì sẽ AK sẽ bằng, ta sẽ tính là SA và AB, và khi đó thằng khoảng cách từ A đến SBC nó sẽ bằng là căn 3 trên 2. Sau khi mình đã tính được khoảng cách từ A đến SBC bằng cách sử dụng bằng là SA nhân AB trên căn bậc 2 của SA bình phương cộng với AB bình phương, nó sẽ bằng là vậy, nó sẽ là đáp án. Khi ra D, D của A đến SBC bằng căn 3 trên 2 và chia cho 3 nữa, chia D của G đến SBC nó bằng là căn 3 trên 6, nó đáp án B. Ví dụ 5, cho hình năng trụ đứng ABCD, A' bằng 2A căn 5, BAC bằng 120 độ, M là trung điểm của CC', khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A'BM. Ở bài này thì tương đối phức tạp một chút, cho hình năng trụ đứng khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BM, A đến mặt phẳng A'BM. Thì bước 1 thì ta sẽ xác định một mặt phẳng chứa điểm A. Chứa điểm A thì đây là sẽ mặt phẳng đáy của nó là mặt phẳng ABC. Bước thứ 2 là xác định và ra tuyến mặt phẳng ABC, mà ra tuyến cái mặt phẳng A'BM thì từ A'M kéo dài ra, thì ra tuyến của ABC và A'BM chính là BK, và từ A kẻ vuông góc với ra tuyến nó là AP. AP vuông góc với BK, và có cái đường thẳng A'A vuông góc với mặt phẳng ABC, thì từ đó kẻ AH vuông góc với A'B, thì cái thằng AH khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BM chính là đoạn AH. Ta sẽ đi tính AH bằng cách tính đoạn AA' và đoạn AP. Thì đoạn AA' đã có là bằng là 2 căn 5. Bây giờ việc của ta sẽ đi tính cái đoạn AP. Thì em để ý rằng thầy, cái thằng AK nó sẽ bằng là 2 thằng AC, bởi vì M là trung điểm của CC' mà. Thì ta sẽ tính được trong cái tam giác ABK này, ta có AK này, có AB này, có BC này, có cái góc BAC, BAC bằng 120 độ. Ta sẽ tính được cái cốt của góc AKB, AKB, cốt của góc AKB bằng cách là sử dụng định lý hàm cốt này. Trong tam giác ABK này có AB bằng 1 này, AK bằng 2 này. Cái thằng BK tính được bằng cách là BK bình phương bằng AB bình phương cộng với AK bình phương nhân cốt của góc BAK, cốt bằng 120 độ, chia ra thằng BK bằng căn 21. Vì vậy cái trong cái tam giác AKB thì AB đã biết này, AK đã biết, BK đã biết, ta tính được cốt của góc AKB sẽ bằng 9 trên 2 căn 21. Và từ đó mình suy ra được cái sin của góc AKB sẽ bằng căn 3 trên căn 84. Sin của góc AKB thì đây trong tam giác AKP là tam giác vuông tại P, thì ta sử dụng sin bằng là đối trên huyền sẽ bằng là AP trên AK. Thì mình suy được là AP của mình sẽ bằng là 4 căn 3 trên căn 84. Và suy được AH của mình bằng là căn 5 trên 3. Thì nó là đáp án D. Thì em thấy rằng là cái việc mà thầy viết ngắn gọn đáp án này ra thôi, khi mà các em thực hiện các phép tính thì là rất là dài. Thì vậy rằng ở cái bài này, nếu mà ta sử dụng bằng cách là xác định trực tiếp khoảng cách từ A đến mặt phẳng thì rất là phức tạp. Thì ở đây ta có là cái khi mà có cái mối quan hệ vuông góc giữa cái hình năng trụ đứng này, ta thử sử dụng mà tọa độ hóa. Ở đây do cái góc BAC là bằng 120 độ thì ở đây hệ trục tọa độ AXYZ thì thầy chỉ cần lấy là cái thằng AX vuông góc với thằng AY thôi, thì tức là lấy là 90 độ. Thì ta sẽ đi xác định ở đây là tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BC. Chỉ cần đi xác định điểm A, điểm A', điểm B, điểm M.
Thứ nhất điểm A tọa độ 0 0 0 nó là gốc tọa độ này. Điểm M có tọa độ là 2 0 căn 5, M là trung điểm của CC phẩy. Nó sẽ nằm trên mặt phẳng là AXZ.